Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để avatar trắng trên Facebook Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì giờ các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook nha Rồi khi các bạn đã vào ứng dụng Facebook rồi Bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục ba gạch Là cái mục menu này Các bạn bấm vào Rồi sau đó các bạn bấm vào trang cá nhân Facebook của mình rồi sau đó các bạn bấm vào cái ảnh đại diện của mình đây nha Các bạn bấm vào một cái Rồi sau đó các bạn bấm vào xem ảnh đại diện Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục 3 chấm ở góc trên bên phải hình chỗ đây. Các bạn bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào xóa ảnh nha. Xóa ảnh. Bạn có chắc chắn muốn xóa ảnh này không thì các bạn bấm vào xóa. Rồi vậy là mình đã để avatar trắng trên Facebook thành công. Đó. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.